Kính thưa quý khán giả, tương lai bất định của Gaza sau cái chết của thủ lĩnh Sinwar. Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Lebanon nói Iran can thiệp vào công việc nội bộ. Ông Trump nhắc bà Harris từng trượt kỳ thi luật. Nga và Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ. Thưa quý khán giả, chỉ vài phút sau khi xác nhận lực lượng Israel đã giết chết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, các quan chức Mỹ đã ca ngợi vụ sát hại này là cơ hội để khép lại cuộc chiến và tiến tới tương lai cho Gaza. Liệu kỳ vọng của Washington có trở thành hiện thực? Mặc dù không đưa ra viễn cảnh rõ ràng về tương lai của vùng lãnh thổ bị tàn phá này, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã mô tả vụ hạ sát Sinwar hôm 17 tháng 10 là cơ hội để mang lại một ngày tốt đẹp hơn cho người dân Gaza, người dân Israel và người dân toàn bộ khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden và cấp phó Kamala Harris đã lặp lại lời khẳng định đó trong tuyên bố của riêng họ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Israel đã có một thông điệp hoàn toàn khác. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến chưa kết thúc và cam kết rằng lực lượng Israel sẽ hoạt động ở Gaza trong nhiều năm tới. Vì vậy, các nhà phân tích tin rằng cho đến khi không có thông tin chi tiết nào về tầm nhìn của Washington đối với tương lai của Gaza và không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Biden sẽ gây sức ép thực sự lên Israel để đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, Israel có khả năng sẽ tiếp tục hay thậm chí là tăng cường các cuộc tấn công quân sự của mình. Trong bối cảnh tàn phá và giết chóc lan rộng ở Gaza, bất kỳ kế hoạch hậu chiến nào cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn to lớn trong việc hình thành và thực hiện. Tuy nhiên, ông Helger, nhà phân tích địa chính trị cho rằng tất cả chúng ta phải nhận ra rằng người Israel đã nói rất rõ ràng rằng họ sẽ không rời khỏi Gaza, rằng sự hiện diện quân sự sẽ vẫn còn. Vì vậy, bất kỳ ý tưởng về đường chân trời chính trị nào ở đây đều là cực kỳ không thực tế. Theo ông Helger, trong khi Washington đang nói về tương lai của Gaza, Israel vẫn tiếp tục chiếm đóng vùng lãnh thổ này cùng với bờ Tây, Đông Jerusalem và cao nguyên Golan của Syria, đồng thời xâm nhập Lebanon. Ông nói Israel không hề tỏ ra chút hứng thú nào trong việc rời khỏi bất kỳ nơi nào trong số này thời gian tới. Trong khi các quan chức Hoa Kỳ nói về Sinwar như một chướng ngại vật đã được gỡ bỏ, thì vẫn chưa rõ vụ hạ sát ông này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn nhằm thả những người Israel bị giam giữ ở Gaza, đều đã không thành hiện thực trong hơn một năm qua. Về phần mình, Hamas đã thừa nhận cái chết của thủ lĩnh Yahya Sinwar, nhưng vẫn thề sẽ tiếp tục chiến đấu. Phó thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya nói đang tiếp tục con đường của Hamas và các điều kiện ngừng bắn của thủ lĩnh bị ám sát sẽ không bị thỏa hiệp. Các điều kiện mà thủ lĩnh mới Hamas nhắc đến bao gồm việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, rút toàn bộ lực lượng phòng vệ Israel khỏi dải đất bị chiếm đóng này và thả hàng trăm tù nhân Palestine. Hayya khẳng định Hamas sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bất chấp cái chết của thủ lĩnh. Nhưng hầu hết các chuyên gia dự đoán rằng vụ ám sát Sinwar là một đòn giáng mạnh vào phong trào này, ít nhất là trong ngắn hạn. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ chấp nhận các điều kiện mà ông đã từ chối khi Sinwar còn sống. Thay vào đó, Thủ tướng Israel nhấn mạnh rằng vụ ám sát thủ lĩnh này đã làm suy yếu Hamas, gọi đó là một dấu mốc quan trọng trong sự suy tàn của chế độ cai trị độc ác của Hamas. Magdes, phó chủ tịch điều hành tại Trung tâm Chính sách Quốc tế nhận xét Sinwar không phải thực sự là trở ngại chính đối với lệnh ngừng bắn, mà đó là Netanyahu và vẫn là Netanyahu. Vấn đề thực sự ở đây là liệu chính quyền Biden có sẵn sàng gây sức ép thực sự lên Netanyahu để chấm dứt chiến tranh và cam kết một ngày sau đó không chỉ đơn thuần là sự chiếm đóng vĩnh viễn của Israel hay không. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ muốn chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, họ không muốn sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào có sẵn và không rõ vụ giết Sinwar có thay đổi điều đó hay không. Thực tế, Hoa Kỳ cung cấp cho Israel hàng tỷ đô la vũ khí thiết yếu cho cuộc tấn công quân sự của Tel Aviv ở Gaza và Lebanon. Biden và Harris đã bác bỏ lời kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel. Dust cho biết đây là mảnh ghép liên tục bị thiếu, không chỉ trong suốt cuộc chiến này mà còn trong quá trình quản lý tiến trình hòa bình và chính sách của Hoa Kỳ đối với Israel và Palestine. Các quan chức Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều kịch bản hậu chiến khác nhau kể từ khi chiến tranh bắt đầu, bao gồm cả việc chuyển giao Gaza cho một chính quyền Palestine được tái thiết, nhưng đã bị Israel thẳng thừng bác bỏ.
Gần đây hơn, theo một báo cáo của ASEOX, Hoa Kỳ đã xem xét một kế hoạch của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về việc thành lập một chính quyền chuyển tiếp tại Gaza. Những hy vọng của Hoa Kỳ về một lệnh ngừng bắn hoặc một giải pháp chính trị vẫn không thành hiện thực khi vẫn tiếp tục ủng hộ Israel vô điều kiện. Chuyển sang các thông tin nổi bật khác. Thưa quý khán giả, báo Pháp Le Figaro ngày 17 tháng 10 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bajer Ghalibaf cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán về việc thực thi nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc, được cho là điều kiện tiên quyết để có thể đặt lệnh ngừng bắn trong xung đột đang xảy ra giữa Israel và Hezbollah. Nghị quyết 1701 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua năm 2006, quy định rằng chỉ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và quân đội chính phủ Lebanon mới được phép hiện diện ở miền nam nước này. Tuy nhiên, sau phát biểu của Tehran, Thủ tướng Lebanon Najib Mikati ngày 18 tháng 10 cáo buộc Iran can thiệp trắng trợn vào tình hình ở Lebanon và tìm cách thiết lập quyền giám hộ không thể chấp nhận được lên Lebanon. Ông Mikati nói thêm vấn đề về việc đàm phán để thực hiện nghị quyết quốc tế 1701 đang được nhà nước Lebanon tiến hành. Mọi người cần ủng hộ hướng đi này chứ không phải áp đặt các yêu cầu mới. Ngoại trưởng Lebanon cho biết sẽ triệu đại biện Iran để làm rõ phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf. Ông Ghalibaf và Đại sứ quán Iran tại Beirut chưa bình luận về thông tin. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi giới chức Lebanon công khai chỉ trích Iran, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah, lực lượng nắm quyền lực lớn tại Lebanon. Hezbollah có năng lực quân sự mạnh hơn quân đội Lebanon và là nhóm vũ trang duy nhất không bị giải giáp sau cuộc nội chiến trong giai đoạn năm 1975 đến năm 1990. Israel thời gian qua liên tục không kích các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon, đồng thời mở chiến dịch trên bộ vào miền nam nước này. Tel Aviv tuyên bố sẽ tiếp tục chống lại Hezbollah cho đến khi bảo đảm miền bắc nước này được an toàn khỏi các cuộc tập kích xuyên biên giới của đối phương, trong khi nhóm vũ trang nói sẽ không hạ vũ khí trừ khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon và Gaza. Trong khi đó, chính quyền Thủ tướng Mikati đang thúc đẩy giải pháp hạ nhiệt căng thẳng ở Lebanon mà không liên quan đến vấn đề Gaza. Ông Mikati ngày 15 tháng 10 cho biết quân đội nước này sẵn sàng tăng hiện diện ở miền nam Lebanon nếu các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Nhà nước Lebanon sẵn sàng thực thi chủ quyền của mình lên toàn bộ lãnh thổ đất nước. Thưa quý khán giả, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ám chỉ đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump khi nói trong cuộc meeting ở bang Michigan hôm 18 tháng 10. Nếu bạn kiệt sức trên hành trình vận động tranh cử, phải đặt ra câu hỏi thật sự rằng liệu bạn có đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc khó khăn nhất thế giới hay không? Phát biểu đề cập bài viết cùng ngày trên tờ Politico, trong đó dẫn lời các nguồn tin giấu tên, tiết lộ trợ lý của ứng viên Cộng hòa thông báo với trang web muốn phỏng vấn ông Trump rằng cựu Tổng thống Mỹ đã kiệt sức và đang từ chối một số cuộc phỏng vấn, nhưng nhấn mạnh điều này có thể thay đổi. Ông Trump sau đó khẳng định không hủy bỏ sự kiện nào và gọi ứng viên đảng Dân Chủ là kẻ thua cuộc, năng lượng không bằng một con thỏ. Ông cũng tuyên bố đang thắng thế trước bà Harris trong các kết quả khảo sát, đồng thời nhắc lại rằng Phó Tổng thống Mỹ từng trượt kỳ thi luật. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cũng bác bỏ thông tin của Politico, khẳng định đó là điều hoàn toàn tách rời sự thật. Trụ sở điều phối về xử lý tù binh chiến tranh của Ukraine ngày 18 tháng 10 thông báo, Nga và Ukraine trao đổi tổng cộng 590 thi thể quân nhân thiệt mạng trong giao tranh, một trong các lĩnh vực hợp tác hiếm hoi còn duy trì giữa hai nước. Theo cơ quan này, nhờ các biện pháp hồi hương, 501 thi thể binh sĩ Ukraine đã được trở về nhà. Phần lớn các thi thể được đưa về từ tỉnh miền đông Donetsk. Mặt trận quân đội Nga đã đạt được nhiều bước tiến kể từ khi chiếm được trung tâm công nghiệp Adiva hồi tháng 2. Trong đó có một thi thể được mang về từ nhà xác trên lãnh thổ Nga. Theo kế hoạch, thi thể của những người lính này sẽ được trả về gia đình để chôn cất tử tế. Nghị sĩ Samsayil Saraliyev, thành viên nhóm chuyên trách của Quốc hội Nga về chiến dịch tại Ukraine cho biết Moscow đã được bàn giao 89 thi thể binh sĩ. Đây là một trong những đợt trao đổi thi thể binh sĩ lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột. Quá trình nhận dạng thi thể kéo dài từ 10 ngày tới 1 năm, thậm chí lâu hơn, do hầu hết được đưa về trong tình trạng bị cháy xém, hoại tử hoặc biến dạng vì ảnh hưởng của các vụ nổ gây khó khăn cho quá trình khám nghiệm. Cũng trong ngày 18 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã trao đổi tổng cộng 190 tù binh, mỗi bên nhận lại 95 người. Mặc dù Kiev chưa xác nhận thông tin, song cha của Maxim Vukovic, quân nhân Ukraine cho biết con mình đã được trả tự do thông qua cuộc trao đổi.
Trao đổi tù binh và thi thể quân nhân thiệt mạng là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi còn được duy trì giữa Moscow và Kiev kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Hiệp ước Geneva quy định thi thể và tù binh chỉ được trao đổi sau khi chiến sự kết thúc. Tuy nhiên, trong cuộc xung đột tại Ukraine, Moscow và Kiev bắt đầu tiến hành hoạt động này ngay sau 6 tháng đầu tiên. Giới chức Ukraine cho biết 600 đến 100 người được đưa về quê hương trong mỗi đợt trao đổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.